cho em một cái dầu trước. Lấy bông này, cái này, đây. Sao nó mày này? Tao thải, tao thả tao thay cái nhọc là mẹ. Tao thả cho thay nhọc là mẹ nó trông thằng bom, có nghĩa là tao để con này trông. Bắt là thằng Tuyền với cái Diễm, vợ chồng Tuyền Diễm. Đấy, cả bốn nữa đang ốm là chăm bom. Xong đến hôm nay đấy, mang sang quán nó bảo với mình là anh coi bom một lúc, xong em đi công việc thì tầm 1 tiếng, 2 tiếng em về. Vậy mình coi từ sáng giờ rồi, đấy thằng bom này coi nó vất vả lắm, giờ biết đi kiểu mình cũng sợ những đóm ấy, cứ rắn liên tục rồi. Xong nó đi suốt từ sáng giờ không thấy nó về anh em ạ. Mà sốt luôn. Mà anh em biết ấy, trẻ con giờ đấy đang tuổi lớn lên đang đi ấy, nên coi rất mệt vất vả luôn. Như mình ở nhà đây mình cũng gọi là mình mới có con đấy, mà mình cũng phải đi xa nhà, mình lên mãi Hải Dương để mình làm việc. Ở nhà mình cũng không thể coi được như thế. Mà bây giờ nó bắt mình lên đây coi bom như thế này. Ừ đây, có bom này, bom chơi đi. Thì mình cũng hiểu sao bữa nay nó lại như thế. Hai hôm liên tiếp và ba hôm rồi, đổ đốn lắm. Thì thôi để tí nữa là giờ mình đang gọi điện cho cánh Tuyền đấy, để hỏi xem là tội đi đâu ấy. Xong tí nữa rồi là nó phải mình quay tiếp cho mọi người xem nhé. Gọi đâu mà chồng bom ấy. Không biết nên nó bảo cứ coi cho nó xong rồi đi mãi từ sáng giờ. Mà ô tô để đây này. Anh cũng tưởng nghĩ nó đi đâu hay đi gặp công việc, gặp ai công việc gì. Suốt từ sáng giờ. Thế là nó có thằng bom lên từ sáng á? Ừ. Thế mà anh có trông. Ui là cái pháp ghế rồi thì biết làm sao. Xong bế về nhà em. Em nên tưởng tội nó đưa đâu cả ngày em giờ em mới ra khỏi nhà. Thì giờ nó nhờ coi nó bảo thì có gì em đi công việc một tí thì em phải anh mình cũng bảo bố mẹ. Anh sợ bế sang rồi mẹ biết lại lấy lại suy nghĩ nhiều. Rồi thế nên tội nó vứt ô tô đây á? Ừ. Thế nó đi bằng gì? Không biết. Tao tưởng nó vứt ô tô đây nên công việc chắc là đi gần đây thôi. Nhưng mà từ sáng rồi không xuất hiện. Thế thì anh trông từ sáng ngày cứ cho nó ăn uống đầy đủ này. Có sữa đầy đủ, có thông sữa rồi. Mày à, sữa thì nó ăn cháo đi, ai sữa rồi, sữa thì để khác thôi. Tao biết đâu, nó chả dặn gì nữa cơ, nó cũng bế này kẹt tao dặn phải bắt. Lần lượt luôn. Thế mà không bế phải thì em để cho em hay trước đấy. Mấy ngày nay mẹ em đang suy nghĩ nhiều, anh cũng không dám lấy sang được không? Sợ mẹ em lại nghĩ bảo là nó lại đi này đi họ này chết lại suy nghĩ gì. Thế anh em gọi luôn vậy mà không nghe. Không nghe à? Thế. Rồi. Em hỏi thử nào. Em nghĩ trong muộn đều nhá, cũng sắp về một tí nữa mình thôi. Cứ mới đi rồi. Thế có phải sao đi đâu thì bà đấy. Đòi bà. Đây là em, cùng em, Đây, ui dồi ôi. Không bị không bị. Ngoan nhá. Anh vừa. Đây này. Đây nó về. Về. Dạ, bố về cả. Nó rất ngoài cả. Ôi, bông ơi! Xem bố ra lại cái con này. Đây, đây. Đây, bông ơi, ra đây. Đây, bông ơi, làm cho bố bế mà. Nhớ bố không? Này. Này. Tao tưởng mày mấy ngày từ hôm Ngọc đi giờ mày thay đổi. Mày biết lo cho con mày chết rồi. Để cho cái khốn này mày lại bỏ con mày đi. Suốt sáng mày đi đâu? Tao tưởng mày đi đâu? Bỏ ra mày này đi đón con này về đây à? Đây, cùng đâu cưng. Bây giờ mày thấy chưa? Ừ. Mày có mày con ở nhà nó ăn gì chưa? Bây giờ mày hỏi ăn gì chưa? Thế tại sao mày lo lắng mày ở nhà không nói đi? Mày bỏ đi đâu? Từ sáng giờ. Xong rồi bây giờ về mày có phải lo không? Này. À. Bố rất mẹ đến con này. Đấy. Cái gì cơ? Hả? Gì? Mẹ nào? Ý là bây giờ đó là cái tình yêu của mẹ. Nó rất phượng lên để trông qua bọn ta để ra công việc. Đấy, là mẹ bế thật mẹ à? À. Thế là mẹ à? Mẹ bế đi, nó mẹ bế. Ờ. Thế là ý mày là mày dắt con này về đây là để cho nó thay thế cái ngọc là mẹ con đúng không? Đúng không? Ý là mày dắt nó về để cho nó thấy thế là mẹ con đúng không? Thế thì ý là một ngày không ai trông thì tao gọi em xuống đây, tao mở ra sân bay đón về đây để nó trông con của tao thì để tao ngày tao đi làm việc. Làm việc? Ờ, cái việc của mày đây đúng không? Xứng đáng quá nhỉ? Thế này chứ gọi là việc à? Còn tao nói này, con ấy, nó chỉ có một người mẹ duy nhất là cái Ngọc, để chưa? Hoặc là những người nào mà cảm giác xứng đáng thì nó mới được gọi là mẹ. Còn đấy, mày nghĩ con này đủ tuổi làm mẹ
mẹ không ngon á. Thay thế nào ạ? À, mày mặc bức mặt giấy đấy. Qua đây tôi ví nhé. Nó nó vẫn nhảy tốt được xuống này để nó trông qua bọn tao. Cái mày cứ nói em không tin gì ấy. Cái lòng lòng thối lòng bẩn này tao không cần. Nó trông qua mày, nó trông mày. Tao bây giờ tao cần mày. Để bom đi, để bom đi. Cho em một cái lòng trước. Để bom này. Tao nói mày này. Tao thải, tao thả tao thay cái ngọc làm mẹ. Nhớ tao thả tao thay ngọc làm mẹ tao trông bằng bom. Cũng như là tao để con này trông. Con để bé. Thích chỉ được. Anh không có cái gì để chỉ tay vào mà em. Tao thích. Anh cứ thích là được đâu anh ạ. Thôi được em, mày thôi đó. Mày ở nhà mày cho nó ăn uống gì đâu sao nó nói nó khóc này. Mày có dặn gì không? Mày đưa ra một cái phát này làm gì? Tao còn uống sữa chay ấy. Thế anh cả tiền này anh không có bao giờ mà không biết trong nó nhà. Ai mà biết được? Này, mày là đâu? Vừa lấy tao bước sập bán tao mới thấy anh sao đi trong trong nó tao biết. Thế mày lúc mày đi mà mày nói. Thôi, lấy vào trong này. Bên trong. 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 Mà tất cho mày để nó nói gì đúng không? Nói gì ít tao để đấy cho Sơn trông cái Sơn phải hiểu ý là đến giờ làm sao ăn. Anh Sơn có hai đứa rồi, mày cũng mấy đứa rồi. Sao hai đứa rồi? Đấy, về em tao xuống có mục đích tao chỉ muốn là để nó cạnh con nó chơi với bom rồi. Giờ mình nhìn thấy nó khóc nó nói mình thấy sướng không? Hay vui không? Ờ, bây giờ mày hết người rồi, bây giờ mày này đón mày con nữa đâu rồi sao mày lại giờ lại chuyển sang mày? Đứa kia mai xuống. Đứa kia mai xuống. Thì bây giờ tao thật mày này, mày sấp thôi à? Mày tay hay tay ba chưa đủ mà bây giờ mày tính tay bốn thế nào? Đó, với cuộc tình tay ba là đã quá lắm rồi, bây giờ mày hẳn tay bốn. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Mày tôn trọng nghe tao một tí, còn mày một khi mày không tôn trọng nghe tao, tao không tôn trọng mày đâu. Nên mày đừng để đấy. Này, thôi này mày. Bây giờ mày bảo tao tôn trọng nó. Đồ buổi nào nhá. Cút. Đưa nó cút. Quỳ đâu? Muốn anh đâu đó, mới về. Đã thế nhá. Hôm nay tao bế bom về. Không mà tao để bom ở cạnh mày thì có này luôn. Bom về về, bom ơi. Kệ không? Vào tắm rửa.